các anh chị miền Trung, năm 2020 đã khép lại. Mặc dù miền Trung chúng ta gặp nhiều các thách thức, nhưng chúng ta đã chinh phục ngoạn mục danh hiệu MDRT. Để tiếp đà này cho năm 2021, với mục tiêu chinh phục 900 MDRT của toàn công ty chúng ta, công ty sẽ tiếp tục đầu tư cho các anh chị một chương trình để giúp các anh chị có cái đà khởi động nhanh, thành công sớm ngay trong năm 2021 này. Đó chính là chương trình Fast Start. Với Fast Start khởi động nhanh, thành công sớm, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ hỗ trợ các anh chị thêm công cụ đắc lực để các anh chị gia tăng khách hàng, tư vấn và chốt hợp đồng thành công. Với Fast Start sẽ giúp các anh chị dễ dàng chinh phục danh hiệu MDRT, COT, TOT.